Vừa rồi thì có mấy vấn đề mà khi các bạn thực hành thì tôi thấy là cần phải nhắc nhở các bạn một chút. Thứ nhất là khi mà các bạn đã làm việc với lại một cái đối tượng, bất kể là 3D hoặc là một hiệu ứng nào khác ở trong menu effect, khi mà đã được dán, có thể là bất cứ cái nào trong nhóm này, thì về mặt nguyên tắc sau khi mà chúng ta làm xong thì các bạn tránh không bao giờ vào effect và lại dán tiếp cái đó một lần nữa. Đấy, nếu mà muốn chỉnh sửa hay cái gì, khi mà chỉnh sửa thấy làm chậm hoặc cái gì đó thì chúng ta sẽ phải giải quyết hoặc là thay thế hoặc là điều chỉnh hoặc là chỉnh sửa hoặc là bỏ nó đi. Thì tất cả các bạn đều phải làm việc ở cái menu Appearance này. Muốn làm cái gì, muốn điều chỉnh cái gì thì các bạn vào đúng cái hiệu ứng ở đó để mở lại cái hộp thoại ra. Và khi hộp thoại ra rồi thì các bạn mới tính là chỉnh cái gì, thêm bớt cái gì ở trong hộp thoại này. Nếu mà các bạn làm theo cái phương cách là vào effect và các bạn lại gán lại cái đó một lần nữa thì nó sẽ dẫn tới tình trạng là nó sẽ treo máy và nó sẽ không thực hiện được. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai mà tôi thấy là các bạn làm sẽ bị dính, đó là tại sao mà các bạn làm nó lại bị đơ ra. Đấy mà giảng viên làm thì không làm sao. Đơn giản là vì các bạn sẽ phạm phải một số các cái lỗi. Ví dụ như là làm mọi thứ lớn quá. Trong trường hợp như thế này, đây là cái trang giấy làm việc của chúng ta, là cái trang mà đang được thiết lập ở cái chế độ khoảng A4 hoặc là letter. Thế nhưng mà khi các bạn làm thì các bạn thường là sẽ không có cái thói quen làm việc ở trong cái trang thiết kế của mình, mà thường là các bạn có thể phóng to thu nhỏ tùy ý, và có thể là các bạn làm một cái hình nó to như thế này và các bạn rend, thì rõ ràng là một cái hình này với một cái hình này nó rất khác nhau về mặt kích thước. Và hình càng lớn thì khi mà áp dụng hiệu ứng thì cái thời gian tính toán và xử lý cũng như hiển thị của nó sẽ mất nhiều thời gian, mất nhiều RAM bộ nhớ và các màn hình hơn so với lại cái hình nhỏ để mà hiển thị. Do đó thì nó cũng sẽ chạy chậm hơn và nó sẽ đơ máy hơn so với cái cách thức mà làm bằng cái đối tượng và nó đúng cái kích thước yêu cầu. Đấy. Và ngoài cái chuyện là hiệu ứng nhé, ngoài ngoài cái chuyện là hiệu ứng nó chạy là nó lâu, chúng ta còn gặp phải một cái trường hợp như thế này nữa. Đây, tôi cũng quay trở lại cái khái niệm cũ luôn để các bạn nắm được. Những người mới làm rất hay mắc phải cái tình trạng là không cần quan tâm tới là yêu cầu cái sản phẩm cuối cùng là nó kích thước bao nhiêu. Tôi lấy ví dụ như là yêu cầu các bạn làm một cái cáp visit. Cáp visit các bạn có biết là kích thước của nó bao nhiêu không ạ? Một cái cáp visit theo cái kích thước chuẩn mà người ta hay làm hay là được bán sẵn cái phôi thì nó là 90 nhân với 55 mm, hay là chúng ta gọi là 9 và 5,5 cm. Đấy, thế thì tôi lấy ví dụ như thế. Khi mà ra yêu cầu hoặc là bài tập hoặc là khách hàng yêu cầu thì bảo làm cho tôi một cái cáp visit hay là các em thực hiện một cái bài cáp visit, thì thường là các bạn hay bị tình trạng không quan tâm tới cái kích thước thật của nó là bao nhiêu. Đấy. Một là cứ làm đi rồi tính toán lại kích thước sau. Hai là các bạn bị một cái tình trạng rất dở như thế này. Các bạn cũng có thể nhấp vào đây, các bạn cũng điền cho tôi là ví dụ 90 mm nhân với 55 mm. Ví dụ thế này. Các bạn sẽ đưa ra một cái kích thước thật như thế này. Đúng bằng yêu cầu rồi. Nhưng các bạn rất hay mắc phải một cái tội là kéo to lên. Đây, mặc dù các bạn vẫn vẫn tôn trọng tỷ lệ nhé. Tức là các bạn phóng lớn, các bạn có thể vẫn giữ shape, các bạn kéo kéo thật to lên để các bạn làm gì? Mà làm này cho nó to cho nó dễ nhìn. Nhưng mà quy tắc làm việc thì không phải như thế. Vì sao? Nó có mấy vấn đề. Một là cái hình to bao giờ sắp đặt nó cũng sẽ có một cái cách nhìn nó khác so với hình nhỏ. Đấy. Và thứ hai nữa là cái hình to chắc chắn nó cũng trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả là vector đơn thuần, nó cũng sẽ tốn tài nguyên để nó xử lý hơn là một hình nhỏ.
Đấy, mặc dù vector là nó là những cái hình mà nó sử dụng thuật toán để nó xử lý thì nó đã nhẹ hơn và nó dễ xử lý hơn rất nhiều so với lại cái bitmap rồi. Tuy nhiên các bạn hay kéo lớn hình lên để làm. Sau đó thì các bạn làm xong rồi, các bạn sắp xếp bố cục xong rồi, các bạn mới quay trở lại, các bạn tính tính lại là à khách hàng yêu cầu cái sản phẩm này là kích thước bao nhiêu. Thì lúc đấy các bạn sẽ co nó lại. Nhưng cách làm việc đấy sai hoàn toàn. Mà chúng ta phải làm theo cách như thế nào nhỉ? Chúng ta có công cụ zoom cơ mà, đúng không? Đấy, chúng ta có công cụ zoom, các bạn bảo à kích thước thật thế này bé quá thì chúng ta phải control phím cách, đúng không? Chúng ta phóng lớn nó lên thì lúc này hoàn toàn đủ để cho các bạn quan sát ở cái tầm như thế này để rõ ràng mọi chuyện. Đấy, tuyệt đối cái điều mà các bạn phải nhớ là bao giờ cũng thiết kế trên kích thước thật của khách hàng hoặc là của bài tập yêu cầu. Đừng bao giờ làm to rồi thu nhỏ hoặc là làm nhỏ rồi phóng to. Đấy, đấy là cái bài học mà các bạn phải nằm lòng. Nếu không thì sai sót nó sẽ xảy ra hoặc là nó làm chậm. Thế còn sai sót thì sai sót ở đâu ra? Đây tôi lấy ví dụ như thế này để tôi nói với các bạn. Chẳng hạn đây là cái Capvisit. Ok, đây. Tôi vẽ ra một cái hình như thế này. Chẳng hạn đây là logo. Này, cho thêm tí màu thì cho nó ngoách. Ok, bây giờ tôi gõ một vài cái chữ vào đây. Nguyễn Văn Hà. Đó. Giám đốc. Rồi. Số điện thoại 0900 0000. Email. Là ví dụ như thế. Công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn. Nguyễn Gia chẳng hạn. Ok. Đến đây. Chúng ta sẽ thấy là vấn đề xảy ra là như nào. Đây, một cách thật là đơn giản. Chúng ta đặt nó như thế này. Ví dụ đây là cái phương án mà các bạn làm to nha. Sau đó thì các bạn sẽ thu nhỏ nó lại. Thế thì chúng ta sẽ gặp phải trường hợp như thế nào? Bây giờ tôi copy cái này ra nhé. Đây, nhấn Alt kéo xuống. Vậy là tôi có bản sao. Có bản sao rồi, tôi sẽ thu nhỏ nó lại. Ví dụ các bạn làm to thì các bạn thu nhỏ lại. Chúng ta sẽ so sánh thử hai cái trường hợp này với nhau. Các bạn thấy cái gì đấy? Về mặt diện tích này, bản sao này, diện tích cái nào to cái nào nhỏ ạ? Rất rõ rồi đúng không? Nhưng có một cái mà các bạn sẽ thấy rằng là có vẻ không ổn lắm. Vì sao? Vì trong trường hợp mà tôi từ cái to tôi thu lại nhỏ thì cái đường viền không hề thu nhỏ lại. Đường viền không hề thu nhỏ lại. Ở bên vector nó có một cái đặc điểm rằng là đường viền là một cái đối tượng mà có độ dày bất biến. Nó là một hàng số. Illustrator cũng vậy. Corel cũng vậy. Tôi gán cho nó độ dày là bằng một point thì tôi có thu nhỏ hình lại hay là tôi kéo to hình lên, đường viền nó vẫn dày một point. Tôi để nó 10 point thì nó cũng sẽ vẫn là 10 point bất kể kích thước thay đổi. Thế nhưng với cái hình to thì các bạn sẽ thấy rằng à cái đường này là một cái đường tương đối mạnh, nó phù hợp với kích thước này. Nhưng khi mà cái diện tích thu lại chỉ còn độ khoảng 25% so với hình mẫu mà cái đường viền của nó vẫn to như thế thì rõ ràng cái sự cân đối và tỷ lệ nó không còn nữa. Đây, chúng ta xem một cái trường hợp khác như thế này thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn.
Bây giờ tôi có một hình như thế này đây đây, tôi gán một cái đường viền cho nó rõ lên nữa nhé, 10 voi đi, được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình như thế này. Bây giờ cái diện tích bề mặt và cái độ dày đường viền là nó sẽ tạo ra một tỷ lệ hoàn hảo rồi đi. Bây giờ nếu như mà tôi thu cái này lại, các bạn sẽ thấy cái gì? Độ dày đường viền vẫn thế, diện tích bề mặt thì bé xíu đi. Lúc này có vẻ như là cái đường viền nó còn lấn át hết cái diện tích bề mặt. Đấy. Thế thì lỗi nó sẽ xảy ra những cái lúc như thế này. Các bạn cứ làm kích thước thật to mà trong thiết kế các bạn lại sử dụng đường viền. Tất nhiên hình to thì đường viền phải dày thì nó mới phù hợp với lại cái hình to đó. Thế và khi từ cái hình to các bạn làm xong hết rồi, các bạn mới quay trở lại kiểm tra, à cái này khách hàng yêu cầu là kích thước bao nhiêu nhỉ? Các bạn kiểm tra lại xong, sau đó thì các bạn thu nó lại đúng bằng kích thước đó. Mà một cái bản vẽ thì phức tạp, có thể có nhiều thứ. Khi các bạn thu thì các bạn chỉ đơn giản là chọn cái hình đó, sau đó là các bạn lên transform. Đó. Các bạn lên transform trên này, các bạn gõ cho tôi hai cái chiều dài chiều rộng vào đây, hoặc nếu như mà các bạn để cho cái khóa này khóa lại thì các bạn chỉ cần thu một chiều thôi thì chiều kia nó cũng sẽ thu lại theo tỷ lệ. Thế nhưng mà đấy mới chỉ là cái diện tích bề mặt thôi, các bạn quên mất một cái vấn đề là đường viền nó không chịu bé đi theo, nó không tuân theo cái sự thu nhỏ lại để mà nó mạnh đường viền đi, nó vẫn giữ dày. Và đến lúc đó chúng ta sẽ nhận được kết quả như thế này. Và rất nhiều thứ bị cái đường viền nó lấn át, nó cháy lấp. Có những trường hợp các bạn không biết là đã gặp cái trường hợp như này chưa? Ví dụ như là trong cùng một cái bộ tài liệu cần phải thiết kế, chẳng hạn như là một cái buổi, chúng ta hình dung là một cái buổi hội thảo hay cái gì đó. Thế thì yêu cầu là vẽ ra một cái logo này, sau đó đặt lên các nội dung khác nhau ở trong cái buổi hội thảo đó. Đấy, có một cái băng rôn độ khoảng 5 mét hay 7 mét gì đó treo ngang đường ở trước hội trường. Rồi cái logo đó sẽ được đặt lên trên cái tờ rơi để giới thiệu về chương trình. Logo đó sẽ được đặt lên cái card visit để mà in. Thế thì cái người làm lại bắt tay vào làm từ cái băng rôn trước, tức là một cái mà nó có kích thước là dài độ khoảng 5 đến 7 mét treo ngoài đường, thì đương nhiên là cái logo các bạn phải vẽ nó to rồi, và trong đó các bạn vẽ lại vẽ cả cái đường viền nữa. Như vậy là kích thước to thì đường viền rất dày. Thế sau đó thì các bạn mới thiết kế cái nội dung của cái card visit chữ nghĩa xong xuôi rồi, và các bạn làm cái thao tác là gì đây, kéo kéo cái logo cho nó nhỏ xuống, tức là nhân bản từ cái logo lấy từ cái banner ấy nó rất là to, sau đó các bạn kéo thu nhỏ tỷ lệ xuống. Chỉ cần lơ đãng một tí tẹo, không để ý kỹ về cái đường viền của nó, thì các bạn sẽ gặp phải trường hợp là một cái logo đen kịt hoàn cái đường viền thôi, không có bề mặt đâu cả, tại vì là nó vẫn giữ nguyên cái kích thước đường viền, trong khi cái độ dày đường viền vẫn giữ nguyên mà diện tích cái logo thì nó bé đi, thì đường viền nó lấp hết. Thì đấy là cái lỗi mà chúng ta sẽ gặp. Thế thì như vậy thì thiết kế ở trong Illustrator vậy thì mình không có xài đường viền nữa hay sao? Vẫn xài chứ, có những thứ vẫn phải xài. Thế thì mình sẽ làm như thế nào? Thì đây, bây giờ các bạn quan sát tiếp cái này, đó là dùng đường viền cũng được, nhưng phải lưu ý cái điều này cho tôi. Các bạn nhấp nút vào trong cái công cụ scale đấy, thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một vài cái tùy chọn này. Trong phần option này các bạn sẽ tìm thấy mấy cái check hiện tại chưa được check, đó là scale rectangle có nhé và scale stroke and effect. Thì đây là cái gì? Khi chúng ta đánh dấu vào đây thì nếu như mà cái hình tròn một 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 cái hình chữ nhật mà bo góc tròn tròn đấy thu nhỏ lại thì cái góc
nó sẽ thu theo. Đây chúng ta xem thử nhá, tôi không đánh dấu cái này được chưa. Bây giờ chúng ta vẽ thử cái này. Bây giờ vẽ thử một hình này, ok được chưa nào. Bây giờ tôi thu cái thằng này nhỏ lại. Đây, đối chứng nhỉ, tôi nhấn Alt. Và bây giờ tôi đối chứng này, tôi thu mỗi cái chiều này lại còn độ khoảng 30% để uniform. Thì các bạn thấy điều gì xảy ra? Nó có còn là cái hình chữ nhật bo tròn góc nữa không? Trông giống như viên thuốc con nhộng rồi đúng không? Vì sao? Diện tích thì bé đi, nhưng mà cái radian ở cái góc này, radius này nó vẫn giữ nguyên. Do đó thì cái góc nó lại trở nên bo tròn quá lớn. Thế nhưng việc đó có xảy ra nữa không nếu tôi đánh dấu vào đây? Đây, tôi lại nhấn Alt, tôi kéo vào đây. Và các bạn quan sát nhấp nút của cái này, tôi đánh dấu và scale breakdown qua nhẹ. Ok. Thì các bạn thấy rằng là khi mà nó thu lại thì cái góc này nó cũng thu lại theo cái tỷ lệ bề mặt. Do đó hình dáng không thay đổi, nó chỉ thay đổi về mặt diện tích thôi, cấu trúc hình dáng không thay đổi. Đấy là một cái. Cái thứ hai nữa, chúng ta xem tiếp trường hợp này, đó là gì đấy, scale stroke and effect. Thì nếu tôi đánh dấu vào đây, bây giờ chúng ta lại quan sát một cái ví dụ tiếp theo nhé. Lấy một cái đường viền nó tương đối dày đi, ví dụ 10 đó. Bây giờ tôi nhân bản cái thằng này lên, lại đối chứng một lần thứ hai, và lúc này tôi nhấp đúp vào đây, đánh dấu thêm cái scale stroke and effect. Ok. Thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta thu lại thì diện tích nhỏ đi bao nhiêu thì cái đường viền nó cũng sẽ mỏng đi nhau bấy nhiêu. Nó sẽ giữ được cái tỷ lệ giữ độ dày đường viền và cái diện tích bề mặt. Đấy. Ngoài cái này ra thì chúng ta còn gặp phải một vài cái trường hợp nữa. Ví dụ đó là cái gì? Ở dưới này nó có thêm một vài cái là transform object và transform pattern. Pattern là cái gì? Thì đây, nhân cái này thì tôi sẽ nói luôn một thể. Chúng ta đã biết tới cái màu tô solid là cái màu tô như chúng ta đang nhìn trên màn hình đây. Đó là duy nhất một màu. Và cái dạng thứ hai là gradient, là tô chuyển hai hoặc nhiều màu. Nhưng bây giờ chúng ta xem tiếp một cái trường hợp nữa, đó là tô bằng mẫu gì đấy ạ? Mẫu pattern, đúng không? Thế thì cái này nó có vấn đề gì không? Chúng ta lại xem thử. Đây, tôi tô cái mẫu pattern vào đây. Các bạn quan sát nha. Như thế này. Bây giờ tôi mới thử cái này nhé. Kiểm tra lại các check đã. Đây. Bây giờ chúng ta xem nhé. Nhấn Alt này. Chúng ta nhân bản nó lên. Bây giờ tôi lại làm một cái thao tác là thu 30% lại, đúng không? Điều gì xảy ra? Điều gì ạ? À, đúng rồi. Pattern vẫn giữ nguyên cái diện tích của nó, trong khi bề mặt thì bị nhỏ lại còn có 30% so với bài gốc. Do đó thì cái tương quan giữa cái diện tích và cái hoa văn pattern ở trên này nó không tương xứng với nhau nữa rồi. Đương nhiên là cái này không phải là cái này nữa, đúng không? Thế nhưng nếu như mà bây giờ tôi đánh dấu thì sao? Đây, lại một cái đối chứng khác. Tôi đánh dấu thêm vào transform pattern. Ok. Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy hai cái hình này diện tích là bằng nhau, nhưng rõ ràng là thằng này hoa văn khác hẳn, thằng này và thằng này hoa văn giống nhau. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là rất rất nguy hiểm khi mà chúng ta làm không đúng cái kích thước yêu cầu phải từ đầu, hoặc là làm nhỏ kéo ra to, hoặc từ to kéo xuống nhỏ, đều tiềm ẩn những cái nguy cơ là nó làm khác biệt, sai biệt đi so với lại cái mà chúng ta mong muốn. Tất nhiên các bạn có thể khắc phục bằng cách là các bạn vào đây, đúng không? Các bạn check hết tất cả mọi thứ đi,
thì các bạn có thể làm một cách thoải mái. Nhưng dù sao đi nữa, cái khuyến cáo mà tôi vẫn xin nhắc lại với các bạn đó là yêu cầu của giảng viên đối với bài tập như thế nào, hoặc yêu cầu của khách hàng đặt hàng chúng ta làm cái kích thước như thế nào, thì việc đầu tiên đó là chúng ta xác nhận đúng kích thước của cái đối tượng cần phải xử lý, vẽ ra đúng như thế. Nếu cảm thấy bé, nếu cảm thấy khó nhìn, các bạn phóng lớn lên cho tôi để xử lý. Phóng lớn ở đây là phóng lớn gì? Phóng lớn bằng cái trường nhìn, bằng cái zoom. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái khái niệm, ví dụ như các bạn quan sát một cái gì đó là xa, các bạn lấy ống nhòm mà các bạn soi, các bạn sẽ thấy cái vật mình quan sát đó nó trở nên to và nó gần mình lại rất nhiều. Nhưng trong thực tế có phải thế không? Vật không hề to lên đúng không, và nó cũng không hề gần chúng ta. Chúng ta chỉ mượn một cái phương tiện quan sát là cái ống nhòm để chúng ta quan sát nó, thông qua phương tiện đó nó rõ hơn, nó to hơn, trông có vẻ gần hơn. Nhưng cái khoảng cách thực và kích thước thật nó không hề thay đổi. Đấy. Thế thì chúng ta làm việc cũng thế thôi, chúng ta sử dụng các công cụ zoom ở đây để chúng ta zoom cái trường nhìn lên thôi, đúng không nào? Và thông qua đó thì chúng ta có thể quan sát kỹ hơn vào chi tiết. Đấy, kỹ cực kỳ luôn cái chuyện là các bạn cứ làm bừa một cái kích thước mà các bạn không cần quan tâm nó là như thế nào. Thì đấy là mấy cái vấn đề mà tôi cần phải nhắc nhở trước khi mà chúng ta làm việc tiếp tới cái ví dụ mà hồi nãy tôi đã nói.